Rồi, trước mặt mình là ngoại đang bán cơm đó các bạn. Bây giờ là khoảng 5 giờ sáng rồi, tờ mờ sáng rồi. Là ngoại đang ngồi, ngoại bán ở đây không biết từ lúc nào rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi lại, mình hỏi thăm ngoại nha các bạn. Rồi, con chào ngoại. Rồi, bữa nay bán sớm vậy ngoại? 4 giờ là ngoại ra đây ngoại bán rồi. 4 giờ dọn ra. À, ngoại bán cơm ha. Bán cơm là nhiêu dĩa ngoại? Bán có 10.000 con. 10.000 dĩa. 15.000 cũng bán ha. Hay 5.000 ngoại bán không? Bán luôn. 5.000 bán luôn. À, cơm ở đây các bạn là ngoại bán 5.000, 10.000, 15.000 dĩa. Ai muốn ăn bao nhiêu tiền thì mua bấy nhiêu, ngoại bán hết trơn luôn. Đây ngoại nè các bạn, mình sẽ quay cái quầy cơm của ngoại cho các bạn coi nha. Ngoại dọn ra đây là từ lúc mấy giờ? Ngoại dọn ra đây 4 giờ đó. 4 giờ sáng. Vậy là mấy giờ mình thức? 1 giờ thức được không? 1 giờ sáng là mình thức rồi. Thức nặng chắc bị chuẩn bị xào đậu rồi đó. Vậy là 1 giờ sáng là ngoài đã thức, ngoài chuẩn bị bì, chuẩn bị đậu này kia các bạn. À, khoảng 3-4 giờ sáng là ngoài ra đây ngoài bán. Thường các bạn 1 giờ sáng là các bạn còn đang ngủ đúng không? Thì có khi là các bạn còn đang chơi game hoặc là đang xem YouTube vân vân. Nhưng đối với ngoại là 1 giờ sáng là ngoài đã thức, ngoài chuẩn bị cơm này kia ngoài bán rồi các bạn. Cho con mấy cơm ra đây. Dạ. Đây một dĩa cơm ngoại bán nè, để mình quay các bạn ngoại bán sao nha. À, bì, trứng, đậu. Rồi, rồi, rồi. Đừng cái cho bì nữa. Quên dặn rồi. Đây là đường chay. Đốt đèn dầu cho sáng đừng thấy đường mình bán. Mình không có đèn ấy ha bà. Nay hết điện hay gì? À, quên sạc hết điện đem đèn dầu ra xài luôn. Dạ, cũng đủ sáng rồi tại vì đèn đường nó rọi vô. Với chắc ngoại đây mọi bán mối quá. Có mối nhiều ha. Mối nhiều sáng sớm mà mọi người lại ăn nhiều. Dạ. Dạ. À, ngoại năm nay là bao tuổi rồi? 84 tuổi. Tí. 84 tuổi là sinh năm cây 35. À. Vậy là hơn ông ngoại con 1 tuổi, ông ngoại con 83 tuổi. Còn hả? Dạ ông ngoại con còn. Ngoại con 83 tuổi, sinh năm 36. Dạ. À, tại vì ở quê á ngoại, ở quê mần này mần kia thành ra khỏe lắm. Còn mần đất được luôn á. Tám mấy tuổi mà còn xúc bùn được luôn á. Dạ, dạ, còn khỏe lắm. Thì khách quen của ngoại lại ăn cơm sáng nè các bạn. Dạ. Dạ. Lâu lắm mới thay cái đèn dầu. Lâu lắm rồi con mới thấy. Giờ có điện mới xài đèn cầy. Hiếm khi nào thấy cái đèn dầu như vậy các bạn. Đó dưới quê thì mình xài nhiều cái này rồi, không nói rồi. Đó,
Bữa nay là mình ăn cơm khuya luôn nè các bạn. Bây giờ là 4 giờ mấy sáng. Mấy giờ? Khoảng 4, hơn 4 giờ sáng. Tháng nhiêu ngoại? Tháng 900. Trời ơi, 900 mắc quá vậy. Có mình mà tháng 900 mắc quá vậy. Yeah. Nhà chắc chừng mười mấy thước vuông chứ gì hả ngoài? Để cái giường ngủ gì ở trước. Dạ. Cái bàn đó gì đó. Dạ. Tại vì đây trung tâm thành ra nhà trọ này kia nó cũng mắc. Tính ra chi phí của mình tháng là cũng nhiều á. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe ôm đi mua đồ này kia. Mà bán cơm dĩa có 10.000 à. Thành ra là tính ra đâu có lợi nhiêu đâu. Ngày lời khoảng nhiêu ngoài? Ngày lời 60. 60 ngàn, ngày 60 ngàn. Chi phí này kia đồ hết trơn. Ăn uống nữa. Thì ngoại bán xong rồi buổi chiều ăn cơm mà mình tự nấu ăn hả? Tự nấu cơm ăn. Dạ. Dạ. Nhưng mà được cái ngoại rất khỏe nha các bạn. Lâu lâu bị đau nhức sơ sơ thì uống thuốc thôi, sức khỏe còn quá tốt. Thì mong cho ngoại có nhiều sức khỏe thì mình có sức khỏe mình mới buôn bán được. Thì bởi vậy mình cũng tám mấy tuổi rồi mà sức khỏe vậy là quá tốt, quá tuyệt vời. Dạ. Ngoại là tự buôn bán thì tự nuôi mình luôn, ngoại đâu có con cái gì hả ngoại? Không ai nuôi hết. Dạ. Có mình. Dạ. Con nuôi. Dạ, cũng thấy thương mình ha, ngày lâu lâu giúp đỡ cho mình. Dạ. Cũng đỡ được chi phí này kia cho mình, cũng đỡ giúp mình được phần nào. Hồi đó nó mới đặt nhà máy kia. Dạ. Nó biết đó, cho này hoài. Dạ. Ủa. Răng của ngoại là răng thiệt luôn hả? Dạ, không. Con tính răng thiệt mà bây giờ còn vậy là. Dạ. Đồ ăn dầu, ăn đồ này đồ ăn. Dạ. Cử. Rồi lỡ xương giữa cơm từ nướng á. Dạ. Ăn từ gà miếng đầu từ nướng á, là ngán. Chỉ bán cả bảy bảy còn bưng nướng rồi. Ăn là tôi ăn cả bảy bảy. Dạ. Mình ăn ở đây là bao nhiêu năm của ngoại rồi chú? Lâu rồi hen. Dạ. Lâu lắm. Có mấy chục năm có đó. Có bị đến nhà các thầy Nguyễn. Có mấy chục năm đó. Thầy Nguyễn là trước giải phóng. Trước giải phóng. Là bà già bá. Dạ. Bán rồi bà già mất rồi chuyện rồi cho bà bán tới giờ luôn đó. Dạ. Vậy là thằng Mỹ Nguyễn. Mỹ Nguyễn là năm mươi mấy tới giờ rồi. Vậy là hơn nửa thế kỷ. Hơn nửa thế kỷ và 60 năm cuộc đời rồi còn gì nữa. Dạ. Nhưng mình bán lâu năm thì nhiều khi cái nghề mình trở thành niềm vui á các bạn. Mình không bán thì mình chịu không được, mình quen. Dạ. Bán rồi bà không bán rồi bà bệnh đó. Thì đó. Dạ. Con ngồi con chờ sắp không muốn bán hay được gì là dạ bỏ đi. Đúng rồi, cái cảnh á có đau đớn còn cái cắt ngang gì hay luôn. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái miệng nó trong vườn đó. Dạ đúng rồi,
À, Hoàng. Dạ đúng rồi. Cho bà được năm mấy triệu với lại sữa nước ngoài rồi đó. Dạ. Sữa hộp mừng trọng đời nữa. Nước hơi nóng bị ao cao cho được 16 hộp. Ngon quá chán. Cho bà được năm mấy triệu. Dạ. Nó thiếu cái tình yêu người Việt Nam. Nó buồn. Đúng rồi. Nó nghĩa là có ấy nhưng mà không có điện ở đây ngồi ăn. Cái đúng rồi, ở đây thì đó, tình cảm biết bao nhiêu năm rồi. À... lý do là cái nó không được. Dạ. Bà vô và bà ăn hận á. Thì cái nào có nó mới lên truyền hình, giống như mấy hoàn cảnh đó, gì có coi kịch của Hoài Linh Chí Tài này kia đâu không, mấy kịch mà diễn dưỡng lão này kia đó thì đó. Nghe mày nói làm sao tôi dậu mà lạc đấy. Nó ngay là cô đồ nuôi thoải mái lắm. Dạ bởi vì mình dây quá khỏe rồi thấy ngoài. Dạ. Mau đi chứ. Dạ, tao đi bà lão bán. Okay. Một thời cực khổ cũng là mười mấy năm đó. Thôi biết không à. Biết hết trơn. Biết hết trơn. Ở đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai nha các bạn, dưới chân cầu Quang Trung thì ngoại bán từ 4 giờ sáng cho tới khoảng 8 giờ sáng nha các bạn. Thì mọi người mà có đi ngang đây thì mình ghé mình ăn cơm đừng thử cảm giác ăn cơm chỗ ngoại như thế nào, thì ủng hộ cho ngoại luôn nha các bạn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai hướng về chợ Tân An. Chợ Tân An đúng rồi. Chạy ngang là thấy ngoại à, ngoại ngồi ngay chỗ đầu hẻm 47.